Sau khi đã chuẩn bị xong các cái bước liên quan đến thầy cô biểu thì chúng ta sẽ bước sang cái bước thứ năm, là bước quan trọng nhất, là cái bước là xếp 100% thầy cô biểu. Nếu như các bước trước chúng ta đã thực hiện hoàn toàn chính xác không lỗi thì bước này chúng ta chỉ mất có một vài giây là xếp xong. Thì bước này là như sau: phần mềm sẽ tự động nhận biết, tự động phân tích xem là chúng ta đã nhập đã làm công việc chuẩn bị đã chính đã chính đã hợp lý chưa, đã còn có gì mâu thuẫn không. Nếu không mâu thuẫn, phần mềm sẽ xếp 100%. Còn nếu còn mâu thuẫn, phần mềm sẽ thông báo ra cái lỗi là chúng ta còn mâu thuẫn, chúng ta sẽ phải tiếp tục quay lại để chúng ta chỉnh sửa lại cái yêu cầu đầu vào của phần mềm. Lệnh này là cái lệnh mà rất quan trọng có trong phần mềm của công ty Skunet, là cái lệnh nó có tên là lệnh SF. SF là cái từ S là start, chữ F là finish. Ý định của chúng tôi là cái lệnh mà chúng ta chỉ việc bấm nút bắt đầu và sẽ đợi một lúc phần mềm sẽ xếp xong, và chúng ta sẽ chọn nút finish là kết thúc. Đây là giao diện của lệnh, chúng ta sẽ cùng nhau thì lệnh nó rất đơn giản. Nhưng chúng ta vừa mới thực hiện xong cái việc là chuẩn bị xếp, và bây giờ tôi sẽ bước vào cái lệnh rất quan trọng, lệnh sẽ 100%. Chúng ta vào lệnh chính và vào cái lệnh là xếp toàn bộ hay là SF. Chúng ta sẽ làm cho cả hai buổi sáng và chiều, làm cho từng buổi trước. Thì với mỗi buổi chúng ta sẽ cho lựa chọn các lựa chọn sau đây. Thứ nhất, chúng ta lựa chọn là kiểm tra và khóa tiết sinh hoạt. Cái này bắt buộc phải làm, chúng ta phải khóa tiết sinh hoạt lại, không cho tiết sinh hoạt thay đổi. Tiếp theo, chúng ta có thể đặt cái chức năng là giữ nguyên trạng thái hiện thời và không động vào nữa. Chúng ta có thể chọn và không chọn cái chức năng là tối ưu thì có biểu, và chúng ta sẽ bấm nút bắt đầu, đợi để khi kết thúc ta bấm nút kết thúc ở đây. Bắt đầu, phần mềm sẽ xếp toàn bộ thì có biểu, và như vậy là xếp xong trong một vài giây. Chúng ta bấm nút kết thúc, phần mềm hỏi có muốn nguyên dữ liệu không, bấm đồng ý, và chúng ta đã xếp xong là một buổi sáng. Nhưng tôi sẽ vào tiếp tục cái buổi chiều, chọn cái buổi chiều cũng như vậy, chọn cái này, click chọn chọn chọn, và tôi sẽ bấm nút và tôi sẽ cũng xong nốt, bấm vào đây đồng ý. Và như vậy chúng ta đã có một thầy cô biểu hoàn chỉnh gồm tất cả. Đây là buổi sáng, đây là buổi sáng, và đây là buổi chiều, và cái đây là một thầy cô biểu hoàn chỉnh và không có mâu thuẫn. Trong thư viện này đã không có cái chuyện là trùng giờ trùng tiết, và về nguyên lý là có thể sử dụng được. Tất nhiên là chưa đẹp, chưa thật là ưng ý cho mọi giáo viên ở mỗi lớp học, nhưng mà tuy nhiên tới giờ phút này chúng ta đã có một cái thầy cô biểu hoàn chỉnh, và chúng ta có thể in ra và cho nhà trường sử dụng. Đây chính là cái bước thứ năm của việc xây dựng thầy cô biểu.